Trước đây tôi đi đo một cái khu mộ thì bên dưới có một điểm âm rất lớn, thì khi khách hàng họ quyết tâm họ đào bằng được xem cái điểm âm là gì thì phát hiện bên dưới cái chỗ điểm âm đấy có rất nhiều cái viên đá to như thế này các bạn, nên là họ lấy một viên cho tôi đo xem là có đúng hay không, dương hay âm. Quay cho bạn xem cận cảnh cái vùng cái chỗ điểm âm sát mộ tôi đo. Họ vì làm mộ mới nên họ quyết tâm họ đào hết lên để xem, thì bên dưới thấy những cái viên như thế này, đá trắng trắng lạ lạ. Tôi để nguyên trong này đo cho đỡ bẩn cái vải ở bên dưới, đưa lâu lâu rồi vì hôm nay bận mới đo. Đúng là âm thật các bạn, đưa lên là giật, kéo giật ngược lại luôn, xoay thử đầu khác vẫn giật âm này, cho các bạn nhìn vẫn giật âm, đưa lên là nó giật âm, lật ngược lại xem. Thường là ví dụ một viên đá mà nó âm lật ngược lại có thể nó sẽ hết, do cái vì thường cái thớ âm nó đẩy lên thì mình quay ngược xuống thì nó chúc xuống đất, nhưng mà biết đâu nhỡ viên này nó vẫn bị âm rồi do chất liệu. Đó là lý do tại sao ở bên đại sứ quán tôi cũng, họ làm tôi cũng bảo phải gửi chất liệu tôi đo âm không đạt yêu cầu.